Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Yến Chibi Talk. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người điều gì đây? Hôm nay thì mình rất là muốn chia sẻ với mọi người chủ đề tình cảm. Chủ đề tình cảm ở đây thì mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là tổng quan chung về tình cảm của bản thân mình trong 6 tháng cuối năm. Thực ra là trong cái video này cũng là đơn thuần là chọn tụ bài thôi ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn tụ dành cho câu hỏi đó tổng quan chung về tình cảm trong 6 tháng cuối năm của bạn như thế nào. Ngay bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chọn tụ nhá, làm tụ ạ. Làm tụ bài thì ở đây chúng ta sẽ có 3 tụ bài. Đó là tụ bài thứ nhất này, tụ bài số 2 và tụ bài số 3. Chúng ta sẽ bắt đầu chọn tụ ạ. Ở đây thì trong tụ bài này thì mình sẽ sử dụng hai bộ bài thôi, đó là một bộ bài tarot và một bài oracle ạ. Thường thì cái thời gian tổng quan này nó sẽ kéo dài khoảng 6 tháng ạ. 6 tháng thì bắt đầu từ ngày tháng 8 đến tháng 2 tháng 5 ạ. Đây ạ. Và mỗi tụ bài thì mình sẽ sử dụng 6 lá bài nhé. 1 này, 6 lá bài rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc giải tụ nhé. Trước khi giải tụ thì chúng ta đã có 3 tụ bài đây. Mình sẽ dành cho các bạn tổng cộng đó là 15 giây để chúng ta chọn tụ ạ. Khi chúng ta chọn tụ thì chúng ta hãy cố gắng tĩnh tâm, suy nghĩ cũng như là nhớ nghĩ đến câu hỏi đó là tổng quan chung về vấn đề tình cảm của mình trong 6 tháng cuối năm như thế nào. Chúng ta sẽ có tụ nhất này, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Bây giờ thời gian chọn tụ bắt đầu ạ. Ok, vậy là mọi người đã chọn được cho mình một tụ bài đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào công việc giải tụ. Thì chúng ta sẽ giải tụ thứ ba trước nhé. Đây ạ, thứ ba đây. Chúng ta sẽ trải bài tổng quan chung về tình cảm 6 tháng cuối năm. Bạn muốn gì ở trong mối quan hệ này? Bạn cần gì này? Bạn cho đi này và trải nghiệm tình cảm này. Ở trong trải bài này thì chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất này, trải nghiệm tình yêu trong quá khứ của bạn này. Thứ hai đó là trải nghiệm tình yêu hiện tại này. Thứ ba đó là bạn cần gì. Thứ tư, đó là cho đi bạn cần gì này. Thứ năm, đó là bạn cho đi những gì. Thứ sáu, trải nghiệm tình cảm trong tương lai. Nếu mà như thế này thì thực ra là trong vấn đề tình cảm, tổng quan cũng không được tốt lắm. Ở trên lá bài này, ở trên trong cái trải bài này, lá bài này sẽ trả lời cho câu hỏi đó là trải nghiệm tình yêu trong quá khứ của bản thân. Nếu mà giờ chơi ra giờ do em April ạ, thì có thể là ở trong cái mối quan hệ quá khứ của mình. Đối với những ai mà chọn tụ bài số 3 thì rất là có thể đó là đã yêu những cái người có thể là bằng tuổi hoặc là nhỏ hơn tuổi. Thực ra là cái sự trưởng thành của họ chưa đủ, hoặc là câu chuyện đó là tính thì vẫn còn cái gì đó khá là gia trưởng và bảo thủ. Nói chung là ở trong mối quan hệ quá khứ thì không được như bản thân mình mong muốn. Có một cái gì đó nó vẫn còn một cái sự tổn thương ở trong đây. Và trong cái mối quan hệ hiện tại của mình, khi mà giờ Trarius này thì nói đến câu chuyện đó là nếu mà quen nhau thì có thể là quen nhau quá nhanh đó. Bản thân mình chưa kịp tìm hiểu gì về đối phương mà đã đồng ý cũng như là bắt
đầu mối quan hệ rồi. Thứ hai đó là cái tôi quá cao giữa mối hai người dẫn đến là mối quan hệ không được như ý muốn, hay là câu chuyện đó là sự cố chấp của hai người quá cao. Bất đồng quan điểm liên tiếp xảy ra. Và ở trên lá bài này thì còn nói đến là câu chuyện áp đặt hay là câu chuyện kiểm soát đối phương cũng có thể sẽ xảy ra. Bạn muốn gì ở trong mối quan hệ yêu đương? Thực ra ở trên lá bài này thì nói là bản thân mình, hay là câu chuyện đôi bên còn chưa có sự nghiêm túc ở trong mối quan hệ này. Bởi vì nói đến câu chuyện nó là mỗi người một hướng đi, mỗi người một con đường này. Sau đó là mỗi còn chưa đủ sự chân thành. Bởi vì 10 tiền là nói đến câu chuyện đó là đôi bên vẫn còn muốn lo cho vấn đề sự nghiệp của mình trước đã. Đó ạ. Cái lá cờ nai này thì có thể nói đến nó tính cách. Bạn cho đi những gì ở trong này thì nói đến tình cảm, sự quan tâm. Nhưng mà đôi khi sự quan tâm này nó mang theo tính cái áp đặt của bản thân. Có thể là bản thân mình rất là quan tâm đối phương, quan tâm theo hướng đó là mình quan tâm những cái điều nhỏ nhặt, nhưng mà có thể là đối phương không cần. Còn nó giống như cái câu là quan tâm theo cái hướng mình muốn ấy, chứ không phải là cái mà đối phương cần. Lá cờ nai cốc này còn nói đến nó là đôi bên thực sự cần phải xem xét lại cái tính cách của bản thân cũng như là cách ứng xử của mình từ trước tới nay, để tránh cho cái vấn đề đó là cái cách ứng xử vô lý của mình nó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không thoải mái. Ở trên cờ nai cốc này này thì còn nói là đôi bên thực sự chưa thực sự nghiêm túc và chưa định hướng được cái mục tiêu cũng như là hướng đi của mối quan hệ, nên là dẫn đến nó là mối quan hệ không được như ý muốn này. Và lá số 5, lá bài này thì nói là trải nghiệm tình cảm trong có thể xảy ra ở trong mối quan hệ tương lai. Thì nếu mà ra Queen's Work này thì có thể là rất là có khả năng đó là bản thân mình sẽ lựa chọn rời bỏ cái mối quan hệ này, cũng như là rời bỏ mối quan hệ hiện tại, cũng như là không muốn tiếp tục ở trong mối quan hệ khác nữa. Tức là có thể có khả năng là trong cái khoảng thời gian tới, tức là từ 3 đến 6 tháng tới, bản thân mình sẽ lựa chọn câu chuyện độc thân để mà bình ổn lại cảm xúc này, cũng như là để chờ đợi thêm những cái người mới xuất hiện ở trong mối quan hệ. Ở trên lá bài này thì lời khuyên ở đây đó là không nên tin được ai bất kỳ một cái điều gì, và có thể là có những cái dự định, hoặc là có những cái hướng đi, hoặc là có những cái kế hoạch trong vấn đề tình cảm của mình trong cái thời gian tới nó sẽ không được như ý muốn ạ. Thực ra nếu mà với những ai mà chọn tụ bài số 3 này, nó sẽ không tốt lắm ạ. Lá bài lời khuyên ở đây ạ, mình sẽ bốc một lá thôi. Đây ạ. Đây là lời khuyên dành cho tụ bài số 3. Tụ bài số 3 thực sự là không được ổn lắm á. Tiếp theo đó là tụ bài số 2. Đây ạ. Tụ bài số 2 ở đây thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục trải bài. Thứ nhất này, đó là trải nghiệm tình yêu trong quá khứ này. Thứ hai, đó là trải nghiệm tình yêu hiện trong hiện tại này. Thứ ba, đó là bạn muốn gì trong mối quan hệ yêu đương. Thứ tư, đó là bạn cần gì. Thứ năm, đó là bạn cho đi những gì. Thứ sáu, đó là trải nghiệm tình cảm trong tương lai. Thứ nhất là trải nghiệm tình cảm trong quá khứ này. Thứ hai, đó là trải nghiệm tình cảm trong cái mối quan hệ hiện tại này. Thứ ba, đó là bạn muốn gì trong mối quan hệ yêu đương. Thứ tư, đó là bạn thực sự cần gì. Thứ năm, đó là bạn cho đi những gì. Và trải nghiệm tình yêu có thể trong tương lai. Ở trên tổng quan của trải số 2 này, ở tụ bài số 2 này mình thấy khá là ok đây. Ở đây chúng ta thứ nhất này, nói mối quan hệ quá khứ. Quá khứ mà gian năm đó là đôi bên rất là bất đồng quan điểm, rất là nhiều mâu thuẫn, và thậm chí là cái tôi của hai người không dung hòa được nên là mối quan hệ mới dạn nứt. Cái nguyên nhân chính ở đây là không hạ được cái tôi của mình xuống. Nhưng mà sau khi mà mình chia tay mối quan hệ cũ đến cái mối quan hệ hiện tại thì bản thân mình rất là chăm chút này, được quan tâm này, được yêu thương, được chiều chuộng. Và đối phương cũng là một người rất là nhẹ nhàng.
Ở trên, nếu mà xa là giữa em progress này, ở trong mối quan hệ hiện tại thì khá là ok, mình thấy rất là tốt. Và đôi bên thì cần phải có sự trân trọng nhau. Bạn muốn gì ở trong mối quan hệ à? Nếu mà xa như thế này thì có thể là khi mà mình được quan tâm quá như vậy, đôi khi cảm thấy bị kiểm soát, và thậm chí là khiến cho bản thân mình cảm thấy không thoải mái ở trong mối quan hệ đây. Thì có khả năng đó là bạn rất là muốn đó là có một khoảng thời gian, cũng như là một cái khoảng không gian riêng của bản thân mình trong mối quan hệ, chứ không phải là đôi bên lúc nào cũng kè kè bên nhau. Bạn cần phải cho đi những gì ạ? Thực ra ở nếu mà ra giờ hay gặp men ấy, thì cần phải có thể trao đổi thẳng thắn với nhau, chia sẻ với nhau để cùng nhau xây dựng cho một mối quan hệ ổn hơn, tốt hơn, rồi để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Ở đây thì có thể là bạn cần gì ở trong mối quan hệ này, bạn cần gì đó là tiếp theo, đó là bạn cho đi những gì, bạn cho đi những gì, đó là tình cảm ạ. Ở đây thì nói là mối quan hệ này thì tất nhiên ai cũng quan tâm ai rồi, ai cũng thương yêu ai rồi, nên là câu chuyện tình cảm ở đây thì không cần phải nói nhiều. Mặc dù là vấn đề kinh tế thì còn cái gì nó chưa thực sự ổn định, chưa thực sự khó khăn, nó vẫn còn một cái gì đó nó chưa ổn định lắm, nhưng mà đôi bên cần phải cố gắng, đôi bên nỗ lực thì cũng sẽ rất là tốt. Và trải nghiệm tình cảm trong tương lai thì đó là câu chuyện cho đi, đó là câu chuyện cho đi, có sự cân bằng. Nhưng mà nếu mà xuôi thì nó là không cân bằng, nhưng mà nếu mà ngược lại thì nó lại tốt hơn, nó sẽ bớt tiêu cực hơn này, và đôi bên có thể hiểu nhau nhiều hơn trong mối quan hệ này. Thực ra với những ai mà chọn tụ bài số 2 á, thì mình nhìn thấy là mối quan hệ này ở cái thời điểm hiện tại rất là có khả năng lâu dài, nhưng mà đôi khi là có thể đối phương có thể mãi lo cho vấn đề công việc quá, chưa thực sự quan tâm mình, hay là câu chuyện vô tâm. Nhưng mà cũng có thể cái này nó chỉ là một cái lỗi nhỏ nhỏ thôi, cũng không có vấn đề gì quá lớn cả, mà chúng ta hãy cố gắng trao đổi, và có vấn đề gì thì hãy chia sẻ ngay từ ban đầu, tránh câu chuyện đó có vấn đề thì trốn tránh rồi rất là khó để mà giải quyết ngay từ ban đầu, thì mối quan hệ cũng rất là không được tốt và cũng không được lâu dài như bản thân mình mong muốn ạ. Đó đó là tụ bài số 2. Tiếp theo đó là tụ bài số 1 ạ. Đây là lời khuyên của tụ bài số 2. Đó là tụ bài số 2 ạ. Tiếp theo đó là tụ bài đầu tiên với những ai chọn tụ bài số 1 ạ. Tụ bài số 1 này. Trải nghiệm tình cảm trong quá khứ này. Trải nghiệm tình cảm hiện tại này. Bạn muốn gì trong mối quan hệ yêu đương này? Bạn cần gì này? Bạn cho đi những gì? Và mối quan hệ trong tương lai. Thứ nhất này, quá khứ. Quá khứ thì có thể là nếu mà ra hai hai kiếm như thế này, đó là bản thân mình trải qua một mối quan hệ cũng khá là phân vân. Nếu mà ra như thế này thì có thể là trong mối quan hệ có sự cân nhắc này, có sự phân vân, không xác định suy nghĩ cũng như là cảm xúc của bản thân mình, đứng trước hai sự lựa chọn và không biết lựa chọn nào cho nó thực sự phù hợp với bản thân. Thì nếu mà ở trong quá khứ này thì vẫn còn đang cái câu chuyện phân vân như thế này, chưa xác định được bản thân mình có thực sự sẵn sàng ở trong mối quan hệ này không, hay là câu chuyện im lặng ở trong mối quan hệ cũng rất là dễ xảy ra ở trong quá khứ đây. Thì ở thời điểm hiện tại thì có thể là mối quan hệ này cũng đã vẫn còn tiếp tục, vẫn còn tiếp diễn, chứ không phải là mối quan hệ này đã chấm dứt. Ở đây thì có thể là nếu mà hai bạn có ý định liên quan đến vấn đề hôn nhân ấy, thì cũng rất là có thể là chúng ta sẽ đi đến được hôn nhân ở trong mối quan hệ này. Đối với tụ bài số 1 này, và bạn cần gì, đó là cần, nếu mà ra một kiếm như thế này, đó là đôi bên cần phải có sự trao đổi thẳng thắn với nhau. Khi mà mỗi người có một cái tôi, khi mà mỗi người có một cái suy nghĩ không dung hòa, không chia sẻ thì rất là khó để mà có thể thấu hiểu nhau. Tiếp theo đó là bạn cần gì ở trong mối quan hệ, bạn cần gì ở trong mối quan hệ thì cần phải có sự dung hòa tính cách với nhau. Và khi mà tám câu chuyện quy gợi ạ, quy gợi ở trong mối quan hệ thì nói câu chuyện là cái tôi cao, coi trọng cảm xúc của bản thân, và thậm chí là rất là dễ thiếu kiên nhẫn ạ. Thì
bạn mong muốn điều gì, thì quy nghệ nó đang đề cập đến cái vấn đề đó là mâu thuẫn tính cách ở trong mối quan hệ hay là câu chuyện tranh cãi trong vấn đề tình cảm nó không thể tránh khỏi. Nhưng mà cần phải hạ bớt cái tôi xuống, đôi bên cần phải hạ bớt cái tôi xuống thì mối quan hệ mới có thể được lâu bền. Tiếp theo đó cần có sự chia sẻ trong vấn đề tình cảm. Chia sẻ đây đó, chia sẻ cái gì đó, chia sẻ áp lực. Áp lực ở đây là có thể là áp lực về công việc, đó cuộc sống hay là cuộc chuyện tài chính. Không nên để áp lực dồn về một phía, thì cần phải có sự bày tỏ, chia sẻ để hiểu lẫn nhau ạ, thì mối quan hệ mới có thể được lâu bền. Ở đây thì bạn cũng không cần phải nội tâm quá, hay là không phải là câu chuyện gánh vác hay câu chuyện hy sinh thầm lặng. Bởi vì một mối quan hệ mà cứ hy sinh thầm lặng hay ôm đồm nhiều cảm xúc tiêu cực về phía mình thì rất là khó để mà có thể duy trì được lâu dài. Tiếp theo, đó là bạn cho đi những gì, cho đi những gì ạ? Giờ hơi mít ở đây thì đề cập đó là bạn chia sẻ quá, bạn gần như là rất là ít khi bày tỏ cái quan điểm của mình với đối phương này. Ở đây thì cũng cần phải xem xét lại cách hành xử của mình này, cũng như là không nên để những cái tính cách, những cái suy nghĩ vô lý của bản thân, sự bướng bỉnh của bản thân ảnh hưởng lên mối quan hệ của hai người, nó cũng sẽ thực sự không tốt. Ở trên cái lá bài này cũng đề cập với những ai mà đang tìm hiểu hay đang hẹn hò ấy, thì là cần phải có vấn đề gì hoặc là muốn điều gì thì cũng cần phải nói thẳng với đối phương để mà họ có thể làm đúng theo ý mình, chứ không nên theo cái tính, hay là không nên theo kiểu là mình muốn A, hay là câu chuyện đó là mình muốn cái A, muốn món quà A, nhưng mà không thể nói rõ về bên đối phương đó là mình thích A được. Mà giống như kiểu chỉ nói bóng nói gió, nhưng mà khi mà đối phương mua cái món quà B cũng tương tự như cái món quà A thì mình không ưng ý. Nhưng mà ở đây thì không không nên có cái cách suy nghĩ như vậy để đối phương đoán ý của mình, nó thực sự cũng không tốt đâu ạ. Mà hãy cố gắng chia sẻ với nhau, hãy cố gắng nói thẳng ra thì mọi chuyện nó mới có thể được như ý mong muốn của mình. Ở trên lá bài cuối cùng đó là ám chỉ là trải nghiệm tình yêu của bản thân trong thời gian tới như thế nào. Thì thực ra nếu mà ra cái như thế này thì có thể là trong mối quan hệ tới, cũng như là trong mối quan hệ trong thời gian tới, thì rất là có khả năng đó là có những cái sự thiếu tin tưởng này, hay câu chuyện đó nghi ngờ lẫn nhau khi mà bản thân mình đã không bộc lộ rõ ràng, không bộc lộ sẵn sàng ở trong cái mối quan hệ này, thì cũng rất là khó để mà đôi bên có thể tin tưởng nhau một cách tuyệt đối ạ. Ở trên lá bài này, ở với những cái tụ thứ nhất này, với những ai mà chọn tụ bài thứ nhất, thì mình cũng khuyên rằng là có vấn đề gì nên chia sẻ với nhau, trong mối quan hệ thì nên phải có sự tin tưởng với nhau một cách nhất định, và không nên giữ cái tính cách bướng bỉnh này, hay là để người khác đoán ý của bản thân, thì nó cũng sẽ khiến cho bản thân mình rơi vào những cái trường hợp không thoải mái, hay là giờ khóc giờ cười nó không tốt đâu ạ. Đó, thì câu chuyện tiếp theo đó là bản thân mình cũng thực sự cần phải kiên nhẫn ở trong mối quan hệ, cần phải mở lòng mình ra thì mối quan hệ mới có thể được lâu bền được. Đó ạ, đó là tổng quan chung về tình cảm của mình trong 6 tháng cuối năm. Mọi người xem video thì hãy cố gắng có vấn đề gì comment trực tiếp ở phía dưới để mình có thể hỗ trợ giải đáp. Hãy like, share để ủng hộ mình. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất, những video mới nhất về Tarot này, về thông tin này, hay là những cái kiến thức mình chia sẻ về Tarot nhé. Xin chào và hẹn tạm biệt mọi người ở các video tiếp theo ạ.